với tất cả các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 có cơ hội được đến Diamond Fitness Center để có thể trải nghiệm và luyện tập tăng cường thêm sức khỏe của mình phục vụ cho cuộc thi. Bản thân Ngọc thì Ngọc cảm thấy rất ấn tượng bởi cái lớp học yoga cũng như là lớp học đạp xe đạp. Mình là một người có năng lượng thì khi mà vào lớp học xe đạp ấy, mình cảm thấy là cái năng lượng của mình được hòa nhịp, được giải tỏa rất là tốt. Và bên cạnh đó, bản thân mình biết được là mình có cái năng lượng tốt nhưng mà mình chưa kiểm soát được cái năng lượng đó, được bình tĩnh hơn. Thì khi mà học ở trong lớp học yoga, thầy đã giúp cho mình kiểm soát được năng lượng nè, bình tĩnh hơn, hít thở sâu hơn. Thì Ngọc nghĩ là đây là một cái hành trang rất là tốt cho chính bản thân của Ngọc. Và cảm giác đầu tiên khi mà Linh Chi bước vào không gian phòng tập của Diamond Fitness Center đó chính là hệ thống máy móc vô cùng hiện đại và có đầy đủ tất cả các máy móc để cho các bạn đến đây để tập, ví dụ như là máy chạy bộ này hay là các tạ, có thể tập những cái bài tạ hoặc là máy đạp xe. Và bản thân Linh Chi là một người cũng khá là thường xuyên tập gym nữa nên là khi mà mình tới đây thì mình vô cùng hào hứng và thích. Thì bản thân Châu mình cảm thấy rất là hào hứng và phấn khởi, cộng theo đó là những cái năng lượng rất là nhiều bởi vì mình được tập những bài cardio và những lớp học Zumba rất là nhiệt. Và Châu cảm thấy đây là những cái bài tập nó rất là hiệu quả cho Châu cũng như là tất cả các bạn có thể tập luyện trong xuyên suốt cái quá trình mình tham gia hành trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Đối với bản thân Hà, khi tham gia trường thực tế và hiểu được hết đó chính là khi mà chúng ta phải có được một sức khỏe thật sự là mạnh và dẻo dai thì bản thân mình mới có thể duy trì được và có thể đáp ứng được những nhu cầu và những thử thách sắp tới đang đón chờ tất cả thí sinh tại chương trình năm nay. Và đó là lý do tại sao bản thân Hà và tất cả các thí sinh khi có cơ hội có mặt tại Diamond Fitness Center ngày hôm nay, tất cả tụi Hà rất là tranh thủ để có thể tập luyện các bộ môn thể thao tại đây như là yoga nè, Zumba nè, rồi tất cả các bộ môn của phòng tập gym để có thể duy trì được sức khỏe cho bản thân mình. Và hy vọng là với một cái sức khỏe và một tinh thần chiến đấu rất là mạnh mẽ thì tất cả những thí sinh của Tôi là Hoa hậu Việt Nam sẽ rất là sẵn sàng để chinh phục chiếc vương miện năm nay. Khi mà mới bước vào đây thì Hoa cảm thấy là không gian ở đây rất là sang trọng, nội thất và những cái tông màu họ làm rất là hài hòa. Cảm giác của Hoa khi mà vào đây rất là ấm cúng và gần gũi, tạo cho mình những cái năng lượng mà rất là thoải mái. Và mình có khi mà bước vào đây thì mình cảm thấy là muốn được đi tập liền và muốn được giải phóng hình thể liền trong đây. Mình tên là Quỳnh Trâm, huấn luyện viên tại Diamond Fitness Center. Hôm nay mình có cơ hội để hỗ trợ cho các bạn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Thì ở đây các bạn cơ thể của mình đã có vóc dáng sẵn rồi, mình chỉ đưa ra những cái bài tập như thế nào để phù hợp với cơ thể của các bạn, giúp các bạn dẻo dai và săn chắc hơn để các bạn có thể tự tin trình diện những cái trang phục bikini hoặc là dạ hội trong đêm bán kết và chung kết sắp tới. Hãy thật tỏa sáng để chinh phục chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Chúc các bạn may mắn.